Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại cập bến một mẫu xe Kia Rio có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 1.4 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 30F 13882. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ của bác xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe rất là sáng bóng, sạch sẽ không nhá. Hai cặp đèn pha này rất là đều nhau. Kia Rio, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, số sàn máy 1.4, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Bác nào Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. La răng đúc 4 bánh các bác này. Lốp dẹp rất là đẹp. Một mẫu xe Kia Rio sản xuất 2015. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Form dáng rất là thể thao, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin cả xe, máy số zin, biển kiểm soát Hà Nội. Hai cặp đèn phanh này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ chắc lịch, không hề có dấu hiệu mục mọt. Kia Rio sản xuất 2015 các bác nhé. Rất đẹp luôn. Biển Hà Nội rất là giá trị. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác này. Phần cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt. Na răng rất là đẹp. Đây là phần hộp sàn ba bô lê. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Còn đây là phần nội thất của xe này. Nội thất rất là tươi. Phần bệ bậc đây xuống, hốc bản lề, chưa hề động đến ca lê mở lên. Zin toàn tập các bác nhé. Trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Rất là đẹp các bác nhé. Đây là phần cột kèo. Cột kèo đính bấm này, zin nguyên, mới hàn chập điện, nguyên bản các bác nhé. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Âm thanh này, âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt. Keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin, máy số zin. Đã được dán một lớp rong chống ồn các bác nhá, để ngồi trong xe cho đỡ ồn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Cửa đóng phập phập luôn. Đấy các bác nghe này. Đấy, rất ok. Đây là phần ghế da đằng trước các bác này. Đó, ghế da đằng trước trang bị bô lăng 4 chấu, bô lăng kép, tích hợp âm thanh trên bô lăng, hai túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ. Đây là phần ốc bản lề này, chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá.
zin toàn tập luôn. Cột kèo, cột kèo đinh bấm nguyên bản. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Đó, táp ly. Phần khung cánh cửa, khung cánh cửa không hề mục mọt quá nhá. Keo chỉ zin cả xe. Một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Đăng kiểm của nó có đến tháng 4 năm 2022 các bác nhá. Đây là phần lóc xe này. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ. Phần cua lốp các bác nhá. Cua lốp không hề mục mọt. Na răng đúc. Một mẫu xe Kia Rio có năm sản xuất 2015. Phiên bản số sàn máy 1.4 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 299 triệu đồng. Hàng nhập khẩu các bác nhá. Hàng nhập khẩu, tôn vỏ nó rất là dày. Mang biển kiểm soát Hà Nội. Bác nào Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Sơn xi led căng luôn. Gầm bệ chắc côn số ngọt, máy số zin, keo chỉ zin cả xe các bác nhá. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái này. Đó, lốp dép rất là ok. Cua lốp thì không hề mục mọt chi. Form dáng rất là thể thao. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Âm thanh này, âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Không hề mục mọt chi. Zin cả xe các bác nhá. Zin toàn tập luôn. Đinh bấm răng giật này. Đó các bác xem. Nguyên bản. Không hề mất đến một cái đinh nào. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Âm thanh vũ trường cực hay. Phần tất cả khung cánh cửa này. Đấy. Rất đẹp các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Phần ốc bản lề. Tem mác theo nhà máy sản xuất. Chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mở lết. Phần cột kèo. Cột kèo đinh bấm zin. Đó các bác xem này. Đó, zin nguyên bản các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhá. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Đựng khá là nhiều đồ các bác nhá. Đây là phần đinh bấm răng giật máng nước này. Đấy, nguyên bản. Nguyên bản các bác nhá. Phần lắp cốp này. Lớp lỉ của nó vẫn còn nguyên bản. Đấy, những cái lỗ của nó này. Đấy, vuông đét đẹp nguyên bản các bác nhá. Vẫn còn nút cao su này. Đó. Còn đây là phần lớp xô cua này. Phần sàn xe này. Đó, sàn xe này không hề mục mọt các bác nhá. Không hề mục mọt luôn. Rất đẹp. Một mẫu xe Kia Rio. Hàng nhập khẩu. Sản xuất 2015.
máy của nó là máy 1.4, rất là tiết kiệm nguyên liệu. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác nhé. À, bô lăng khá là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé, để phát lổ ngay. Phần xi nhan này. Đó. Gạt mưa. Âm thanh vũ trường. Điều hòa rất là mát các bác nhé. Phần táp lô này, cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ. Trần nỉ rất là đẹp. Phần chắn nắng này. Đó, có cả gương trang điểm các bác nhé. Phần ok. Gương chiếu hậu. Gương chỉnh điện. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Phần kính lên xuống. Đó, tất cả ốp cột này khích khịt luôn các bác nhé. Phần quả số này, phanh tay này. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Rio các bác nhé. Máy móc lổ rất là êm. Khô ráo sạch sẽ. Không hề có dấu hiệu rỉ dầu các bác nhé. Không hề rỉ dầu. Đó, ụ giảm xóc nguyên bản. Zin từng con ốc. Nắp cabo này chưa hạ luôn các bác nhé. Máy lổ thi thầm. Lổ rất là êm. $299 triệu. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Rio hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản sedan 2 đầu, máy 1.4, máy xăng rất là tiết kiệm nguyên liệu, 100 cây chiết an tầm độ 6 lít xăng trên 100 cây số. Đấy, lắp cabo này, lỗ của nó tròn zin các bác nhá, keo chỉ zin, keo chỉ zin luôn. Rất là đẹp. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Kia Rio có năm sản xuất 2015. Phiên bản số sàn, máy 1.4, máy xăng. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, biển kiểm soát Hà Nội. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.